giờ anh đã chuẩn bị làm lễ đãi cho anh cô chú anh chị nha các bạn. Xin chào tất cả các anh. Năm rồi em cũng đến quay nữa mà anh thấy có biểu diễn có múa nữa, như vậy là chắc lẽ là chiều nay hoặc là ngày mai anh ha. Anh thấy em thấy rất là những điệu múa rất là đẹp luôn. Tại em cũng từng chia sẻ lễ hội của Khmer cho bà con xem, nhưng mà đặc biệt đến rất là may hy hữu đến đây quay miếu bà cho bà con xem, nhưng mà cũng gặp các anh ở đây, chắc có lẽ mình cũng rất là có duyên luôn á. Chiều nay mọi người sẽ biểu diễn hoành tráng hơn anh hả? Dạ. Rồi em cảm ơn các anh cho em quay hình nha. Chưa là thi đó. Hả? Idol thảo xưa. Thường vào ngày 21, 22 và 23 là diễn ra lễ hội tắm bà. Với bà ở Chúa Xứ Núi Sam là lớn nhất ở đây luôn đó. Nhưng mà năm nào anh đến đây anh ghi hình thì cũng thấy mình vào ngày 21 là mình chuẩn bị mình biểu diễn như thế này. Vì là ý nghĩa như thế nào em hả? Vui á. Với bà thì ý là đón bà xuống dưới đây á, để tắm tắm bà khoảng 12 giờ á, 12 giờ tắm rồi với bà vô chổng bắt đầu ở đây là chơi đò sức trăng, chơi ngũ âm ở đây ngũ âm là hàng năm luôn, hàng năm nào cũng qua rồi chơi ngũ âm này với hát đón mọi người khách xa xa ấy. Anh cứ ngỡ là cũng như người Kinh hoặc là cô chú người Hoa mới có một cái niềm tôn kính tột độ đối với bà, nhưng mà anh đến đây anh bất ngờ đối với người dân hóa dân tộc Khmer cũng rất là tôn kính bà. Vào những ngày dịp lễ thì lúc nào cũng xuất hiện nhạc cụ âm biểu diễn ở đây, đặc biệt là nói lên cái truyền thống đẹp của dân hóa dân tộc Khmer. Dạ rồi, một lần nữa anh cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi nhớ ủng hộ cho like nhé. Dạ, em mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Lời đầu tiên, em kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Dạ, và ngày hôm nay là ngày 21 cô chú anh chị và các bạn. Chỉ còn trọn vẹn đêm nay thôi, ngày mai khoảng 2 giờ chiều thì mọi người sẽ hiện phục lại dân đài rước tượng bà từ đỉnh núi Sam về cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày xưa cô chú cũng như là ông bà chúng ta thỉnh tượng bà từ trên đỉnh núi Sam về ngôi miếu này như thế nào thì ngày mai mọi người sẽ hưng phục y gan như vậy. Và đặc biệt hơn nữa thì ngày hôm nay là ngày 21 cô chú anh chị và các bạn, tất cả các công khí cũng như là các thứ chuẩn bị mọi người sẽ chuẩn bị tốt tắt hơn, đặc biệt là long đình và xe hoa. Và đây chính là trước tượng bà, thì cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy phía trước rất là nhiều cô chú ở phương xa đến đây để đem lên những vật phẩm cúng bà, đặc biệt là heo quay, trái cây. Trong một năm thì mọi người làm ăn phát đạt đó cô chú anh chị và các bạn. Nên vào những dịp lễ này mọi người sẽ đổ xô và hơn nữa quay về ngôi miếu bà rất là nhiều. Và xa xa bên kia thì cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy, em có quay cho cô chú xem đoạn video đầu đó, là dàn nhạc ngũ âm của chúng ta sẽ biểu diễn từ ngày 21 này cho đến tối đêm nay. Tối đêm nay là lúc 18 giờ mọi người sẽ biểu diễn tại khán đài của chú anh chị và các bạn. Đó chính là nhạc ngũ âm của dân hóa dân tộc Khmer, mọi người sẽ biểu diễn trước, rồi ngày mai sẽ hiện phục lại dân đài rước tượng bà từ đỉnh núi Sam xuống. Dạ thì đây là một trong những lễ hội khá là đặc biệt và lớn nhất tại vùng núi Sam Châu Đốc này. Em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan đôi nét ngày 21 tháng 4 năm 2023. Em xin mời ạ. Dạ, sau đây em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng nghe đôi nét về lịch sử của bà Chúa Xứ núi Sam. Câu chuyện về pho tượng bà Chúa Xứ. Theo truyền thuyết, tượng bà Chúa Xứ là một pho tượng cổ rất thiêng nằm trên đỉnh núi Sam từ rất lâu, được làm bằng đá sa thạch xưa nhất Việt Nam. Phần đầu của tượng không phải là nguyên gốc mà được chế tác sau bằng loại đá khác với thân tượng. Đặc biệt, tượng bà Chúa Xứ thực ra là tượng nam, được sách kỷ lục An Giang ghi nhận. Khoảng năm 1820, quân Xiêm thường sang nước ta cướp bóc. Mỗi khi giặc đến, người dân thường chạy lên núi lánh nạn và luôn được che chở. Có lần quân giặc đuổi theo đến đỉnh núi Sam thì bắt gặp tượng bà. Chúng muốn khiêng tượng xuống núi để mang về nước, nhưng khiêng mãi vẫn không được. Tên giặc tức giận đập gãy một phần cánh tay bên trái và ngay lập tức hắn bị bà trừng phạt. Bà thường hiện về xưng là bà Chúa Xứ, bảo dân làng khiêng bà xuống núi lập miếu thờ cúng. Bà sẽ phù hộ cho dân làng được bình an, mùa màng được bội thu. Thế nhưng dù mấy chục chàng trai tráng vẫn không thể lai nổi tượng bà. Lúc đó bỗng có một cô gái lên đồng và cho biết bà chỉ cần chính cô gái đồng trên lên khiêng. Theo lời bà, chính cô gái khiêng tượng một cách nhẹ nhàng, khi đến chân núi thì không thể khiêng đi được nữa. Khi đó mọi người đã hiểu rằng bà đã chọn nơi này để an vị, người dân đã ngay lập tức lập miếu để thờ cúng bà.
Dạ, hôm nay là ngày 21 nhưng mà cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy không khí có đông hay không? Đây nè, cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy nè. Rất là đông luôn là cô chú anh chị và các bạn. Nhưng mà ở đây có một cái luật lệ của chú anh chị và các bạn cũng như là mọi người cũng như bảo vệ của chúng ta nhắc nhở là cô chú đến đây nếu mà chụp hình hoặc là quay lưu niệm lại thì mình được quay ra cô chú anh chị và các bạn nhưng không được quay vào. Có nghĩa là nơi thờ cúng trang nghiêm thì cô chú anh chị và các bạn hạn chế quay phim. Cũng như là quay vào đó cô chú anh chị và các bạn thì bảo vệ chúng ta là nhắc nhở là mình hạn chế. Nhưng mà cô chú anh chị và các bạn quay ra thì được. Đây. Dạ thì bây giờ mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan đôi nét. Sau đó mình đi vòng vòng để xem xe hoa Long Đình. Đây chính là phần phát lộc miếng quà. Chào cô, cho con thỉnh một miếng cô. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đây các bạn, đây chính là lộc miếu bà đây. Dạ thì đây, cô chú anh chị và các bạn đi đến miếu bà. Dạ được, sẽ được thỉnh một lộc như thế này cô chú anh chị và các bạn để mang về cho gia đạo bình an. Mình làm ăn được cô chú anh chị và các bạn hoàn toàn miễn phí. Còn đây chính là phía sau tượng bà, thì cô chú anh chị quan nhìn thấy đây là bức tượng huyền thoại nè. Đây là bức tượng mà cô chú anh chị quan nhìn thấy hàng năm em lên quay cho cô chú xem. Thì phía sau bức tượng này chính là tượng bà của chú anh chị và các bạn. Còn ngay bức tượng đó mọi người không có vào được bên trong chính điện, tại vì cái chính điện bây giờ rất là đông, nên cô chú sẽ dựng bức tượng này nhằm mà tha giúp gia để cho mình có cuộc sống gia đạo bình an sức khỏe của cô chú anh chị và các bạn. Em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan đôi nét cho sức khỏe gia đạo bình an nha cô chú. Đây, cho gia đồng năng sức khỏe nha con, sức khỏe nha. Rồi. Đây, cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy đây là bức tường nha. Thì mọi người vuốt kiếm mà nó bóng như là tha đàn cày luôn nè cô chú. Rồi, cầu chị rồi, sức khỏe nha. Yeah. Rồi, em quay tới đẹp vòng để cho bà con xem cái. Đây thì nếu mình không có vào được chánh điện nha cô chú, mình ở phía sau bức tường này mình cũng có thể là cầu cho gia đạo bình an cho sức khỏe được. Không cần phải vào chánh điện, tại vì chánh điện bây giờ rất là đông luôn. Dạ, chào chị. Cầu sức khỏe chị ha. Dạ. Và đây chính là công tác chuẩn bị hoa các bạn, để chuẩn bị ngày mai thực hiện lại vấn đề rước tượng bà. Thì phía trước là chánh điện, phía sau này là nơi trưng bày trong bông hoa. Bữa nay mình chuẩn bị cho xong hết chú hả? Dạ. Đây, còn chú anh chị các bạn nhìn thấy có hoành tráng không? Dạ, đó là phần bên trong cô chú anh chị và các bạn, nơi bàn thờ tổ quốc thì mọi người làm rất là hoành tráng luôn. Nhưng mà bên ngoài thì cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy không khí càng háo hức hơn nữa. Đây là một ngày rất là may mắn, em lên miếu bà thì hàng năm vào đây những cái công tác này mình không có khó thế nào ghi hình được cô chú anh chị và các bạn. Nhờ hôm nay thì công tác chuẩn bị cũng như là ban tổ chức của chúng ta sẽ cho mình ghi hình hết lại những khoảnh khắc mà cô chú đã chuẩn bị bông hoa. Chưa có xong rồi cô chú anh chị và các bạn, cặp gồng phụng này ở bên đây chỉ là trên là gồng chứ phụng, còn bên dưới là cô chú anh chị bạn nhìn thấy những mảnh đuôi, những mảnh thân. Đây, tí nữa mọi người gắp vào em sẽ quay tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Giờ thì em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng tham qua chiếc xe hoa của chúng ta nha. Đây, lễ phục hiện rước tượng bà từ đỉnh núi Sam xuống. Dạ, thì cô chú anh chị quan già nhìn với em đây. Đây là một chiếc xe rất là đẹp luôn nè. Năm nay chiếc xe này rất là hoành tráng hơn cô chú anh chị và các bạn. Đây, năm rồi thì đơn giản hơn. Xe này sẽ di chuyển vào ngày mai từ dưới nơi miếu bà này di chuyển lên đỉnh núi của cô chú anh chị và các bạn. Đi về là khoảng cỡ gần 8 km đó. Thì ngày mai hàng ngàn người sẽ cùng với chiếc xe này, cùng với ban tổ chức của chúng ta sẽ lên đỉnh núi để đi rước tượng bà về, phục hiện lại y gan như ngày xưa luôn cô chú anh chị và các bạn. Và mình xa bên kia chính là lễ đài phục hiện lại rước tượng bà và giặc cổ âm của văn hóa dân tộc Khmer đang biểu diễn bên kia. Tối đêm nay thì mọi người sẽ biểu diễn hoành tráng hơn, có hát rồi có giao lưu nữa cô chú anh chị và các bạn. Tối em sẽ ghi hình cho cô chú xem đôi nét nha. Giờ này thì em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan những chiếc xe hoa của chúng ta đang bố trí đây. Đây. Thì ngày xưa là cô chú của chúng ta cũng như là bậc ông bà của chúng ta lên trên đỉnh núi thỉnh bà như thế nào thì ngày mai mọi người sẽ hiện phục lại y gan luôn cô chú anh chị và các bạn. Cái xe này ta để đi làm gì? Dạ, ngày mai là phục hiện lại vấn đề rước tượng bà ngày xưa. Rước ở đâu? Rước ở trên đỉnh núi Sam về á, ngày mai phục hiện lại y gan như là ngày xưa ông bà mình rước mà bà trên núi về vậy đó. Dạ, bà đâu? Tôi trên Nam Phú á. Vậy đó hả? Bữa nay bà đem hoa đi cúng đó hả? Dạ, cúng chưa?
rồi, thỉnh này đem về nhà. Đem về thỉnh về làm có lộc ha. Lộc của bà. Rồi bà thỉnh được cái mảnh áo của bà chưa? Không. Đâu có biết cái đó đâu. Ở trong kia rồi á. Chỗ đó là ban tổ chức sẽ cho bà một mảnh vải để mình về cũng như thỉnh lộc của bà. Dạ, rất là quý luôn, mà cũng miễn phí bà, cho chồng thỉnh đi. Ở chỗ nào? Dạ. Tiên biết chỗ đó không Biên? Dạ đây các bạn, đây chính là nơi tạo ra gồng phụng đây. Đây cô chú anh chị bạn nhìn thấy cái đuôi gồng có to không? Thì trên kia là nơi khán đài. Dạ thì nãy giờ em quay cho cô chú xem mà em còn chưa quay được chánh điện đó cô chú anh chị và các bạn. Tại vì chánh điện của chúng ta cũng rất là khó quay. Để một tí nữa em hỏi bảo vệ và quay một khoảng cỡ 30 giây cho tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem để cả nhà mà hiểu được chánh điện như thế nào. Đó là nơi thờ kính trang nghiêm. Mà nếu cho quay thì em sẽ quay cô chú anh chị và các bạn. Mà nếu cho quay thì em sẽ quay bên ngoài cho cô chú xem nha. Cô chú anh chị bạn cũng thông cảm bỏ qua. Dạ thì bây giờ em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn lần lượt đi đến nơi trưng bày bông hoa. Và đặc biệt sau đó mình sẽ giao lưu cùng với văn hóa dân tộc Khmer, rồi mình cùng lên núi của chú anh chị và các bạn. Ngày 22 này thì mọi người sẽ hẹn phục lại nhân đề của tượng bà, nhưng mà ngày 21 thì chắc chắn là cũng sẽ chuẩn bị trên đó bông hoa rất là hoành tráng luôn. Nhưng mà đường lên đó thì hôm nay chạy xe được, ngày mai thì không có chạy được nha cô chú anh chị và các bạn. Ngày mai mình sẽ đi bộ hết, tất cả cô chú ở đây mình sẽ đi bộ lên trên đỉnh núi hết. Mình đi về là cũng khoảng cỡ gần 8 km. Đi về đây thông thường là khoảng cỡ 7 giờ tối cô chú anh chị và các bạn. Dạ thì ngày mai em làm video mà đăng cho cô chú xem, mà nếu có trễ thì cô chú anh chị và các bạn cũng rộng lòng quan hỷ bỏ qua. Tại vì ngày mai em theo đoàn đi thỉnh sách đi về là đây là khoảng cỡ gần 7 giờ tối cô chú anh chị và các bạn. Nếu mà làm video đăng cho cô chú xem nữa khoảng cỡ 8 giờ cô chú mới thể xem được. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu mến em, yêu mến kênh, chủ đề của em đang làm, hoặc đặc biệt là lễ rước tượng bà năm 2023 từ đỉnh núi Sam về, thì cô chú anh chị và các bạn cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm nhiều động lực video hay và hấp dẫn hơn cho cô chú. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ các bạn, thì ở đây có hai cổng đi vào, đây là cổng phụ của chú anh chị và các bạn, còn xa xa bên kia chính là cổng chính. Nhưng mà hồi nãy em đi vào thì bị mưa, em không quay cho cô chú được, thì một tí nữa em đi ra quay cho tất cả cô chú anh chị và các bạn xem. Dạ thì đây chính là cổng phụ này cô chú anh chị và các bạn. Cổng này thì mọi người sẽ phục hiện lên vấn đề rước tượng bà, sẽ đi đường này đi lên núi Sam. Dạ toàn bộ đi bộ của chú anh chị và các bạn. Và cổng bên kia thì mọi người sẽ đổ xe lớn đó đưa khách vào trong. Và đây chính là nơi phục hiện lại vấn đề rước tượng bà, bên kia là nhạc cụ âm. Còn bên đây thì cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy đây một cái hình ảnh khá là quen thuộc mà em chia sẻ cho cô chú xem. Rồi cho em xin mở khẩu trang để quay cho mọi người đẹp chút nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ các bạn, thì cô chú anh chị các bạn nhìn thấy bữa nay là ngày 21 thôi ha. Ngày 21 thôi mà cái không khí khá là tất bật luôn, đặc biệt đi đến miếu bà chú xứ ở núi Sam mà thấy những hình ảnh này rất là hiếm gặp luôn đó nha. Đặc biệt là mình dùng bằng tiền mình mua mới được thôi, nhưng mà đến đây thì toàn là hoàn toàn là miễn phí không đồng. Dạ thì điều đó diễn ra như thế nào em mời tất cả cô chú anh chị các bạn xem cô bác ở đây đãi cái gì nha. Dạ bữa nay mình đãi cái gì cô ạ? Học é trà đường cà phê. Học é trà đường cà phê. Mình để ngày mai luôn cô. Ba ngày. Ngày nay, ngày mai và ngày mốt, ngày tắm bà luôn. Ngày tắm bà luôn. Dạ. Rồi thì bây giờ em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan nha. Đây ở bên ngoài đây. Rồi chào chị, chào anh nha. Rồi chào cô. Dạ. Mình ở đâu cô hả? Mình ở đâu cô hả? Con cháu của bà không à? Vậy hả? Ơi quý quá. Cháu của bà. Dạ. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn có xem video này thì từ hôm nay đến ngày tắm bà luôn là 2 ngày nữa, thì cô chú đến đây ngay chân gốc bồ đề sẽ nhận được những ly trà đường, cà phê, học é miễn phí như thế này. Đặc biệt là đây là một trong những hình ảnh đẹp. Dạ. Đây, dạ con quay. Dạ thì cô chú anh chị các bạn biết là mình đi đến núi Sam với những hình ảnh này thì rất là hiếm hoi cô chú anh chị và các bạn. Đặc biệt thì cô chú dùng bằng tiền mình có thể mua được, hoặc là mình nghỉ ngơi đi sớm con bò cái gì cũng bằng tiền cô chú anh chị và các bạn. Nhưng mà miễn phí như thế này thì rất là hiếm luôn. Dạ, mà tất cả cô chú anh chị các bạn cùng tham quan đôi nét nữa, các đơn vị của chúng ta đã tạo ra những ly trà đường không rồng để cho bà con phục vụ cho đại lễ nha. Rồi hôm nay con rất là vui, ngày 21 mà lại bắt gặp được những hình ảnh này. Con cảm ơn tất cả mọi người cho con coi phim nha. Dạ con chúc đơn vị của mình sức khỏe nhiều giàu để phục vụ cho đại lễ thành công tốt đẹp nha. Dạ rồi con cảm ơn rất là nhiều ạ. Hả? Dạ thì bây giờ trước khi mình đi lên đỉnh núi của chú anh chị và các bạn, thì em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn vào viện bảo tàng, nơi trưng bày vật phẩm cũng như là áo, mũ, đai và đặc biệt là bệ đá sa thạch. Ngày xưa tượng bà xuất hiện ở trên đỉnh núi Sam của chú anh chị và các bạn. Em xin mời cô chú anh chị và các bạn xem đôi nét trước khi mình đi lên trên đỉnh núi.
thật luôn chứ hả? Này đô thật luôn đúng không? Hai đô. Thì ngoài tấm tiền 2 đô ra thì cô chú anh chị quan còn thấy đây là một cái tờ khá là đặc biệt, đây chính là 500 euro. Này. Và rất là nhiều vật phẩm giá trị được trưng bày trong nhà triển lãm này. Tuy nhiên đây chỉ là một phần thôi cô chú anh chị và các bạn, còn rất là nhiều phần nữa mà mình không được quay phim chụp hình, đặc biệt là vàng, vàng thật đó cô chú anh chị và các bạn. Đây thì cô chú sẽ đem chiếc xe tải này vận chuyển bông hoa, trái cây, bánh trái đem lên núi cô chú anh chị và các bạn. Thì chắc chắn là bây giờ tụi em sẽ lên trước để ghi hình cho cô chú xem công tác chuẩn bị ở trên bệ đà Á Sa Thạch ở trên núi Đỉnh Núi Sam, mà nơi mọi người thỉnh ngày xưa. Ngày mai làm lễ đài đó rất là đặc biệt luôn. Em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng lên trước nha. Dạ, còn đây chính là nơi mình rửa những bông hoa, trái cây đem lên chuẩn bị dâng lên cúng bà cô chú anh chị và các bạn. Ở đây có nhà mâm nè, có nơi trưng bày rất là gọn gàng sạch sẽ luôn. Thì cô chú anh chị và các bạn đi đến đây thì mình vào đây rửa nè cô chú anh chị và các bạn. Và có những cái mâm trái cây mình sắp lên như thế này để dâng lên cúng bà. Rồi thì bây giờ mình lên trước nha cô chú anh chị và các bạn, để ngồi ban tổ chức của chúng ta lên, mình không lên được, em xin mời ạ. Dạ thì các bạn, trên đường đi lên đỉnh núi Sam, nơi hiện phục là vấn đề rước tượng bà ngày mai, thì đây là một trong những nơi quan trọng của cô chú anh chị và các bạn. Đây chính là nhà bia liệt sĩ. Thì thông thường hàng năm mọi người tổ chức lễ đi hiện phục vấn đề lên trên đỉnh núi Sam để rước tượng bà, thì mọi người sẽ ghé đây làm lễ khoảng cỡ 3 tiếng đồng hồ cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay là ngày 21, chỉ còn trọn vẹn một ngày nay thôi. Thì bây giờ em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn vào tham quan đôi nét nhà bia liệt sĩ của chúng ta, sau đó mình đi lên đỉnh núi, em xin mời ạ. Bây giờ em đã đi lên được đỉnh núi của chú anh chị và các bạn. Thông thường ở đây chính là một cái bia bệ đá sa thạch, những cái liều che bờ tạm bợ thôi. Nhưng mà hôm nay thì của chú anh chị bạn nhìn thấy ban tổ chức của chúng ta xây dựng rất là khang trang.
thì bây giờ ban tổ chức cũng đã đem bông hoa bàn ghế lên trên để chuẩn bị cho ngày mai rồi. Thì bây giờ em mời tất cả cô chú anh chị các bạn từ ở dưới mình lần lên trên cô chú. Chị thì đây, thông thường thì những cái bậc thang tạm bỡ bây giờ mọi người đã dẹp bỏ hết rồi cô chú anh chị các bạn. Còn xa xa đây chính là lễ đài. Đây mọi người đang chuẩn bị cho ngày mai đây. Rồi thì bây giờ mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng với em giờ lên trên nha. Hai bên mọi người làm rất là đẹp luôn nè. Gọi thì năm sau kẻ thêm đứa nữa. Dạ thì đây cô chú anh chị và các bạn, đây là một trong những không khí rộn rã vào chiều ngày 21, thì ngày mai càng tắc bật hơn và rộn rã hơn nữa. Thì ngày mai cô chú anh chị và các bạn nếu lên đây mà mình muốn xem để được cảnh mọi người cúng viếng và phục hiện lại vấn đề rước tượng mẹ thì cô chú lên rất là sớm. Cô chú anh chị và các bạn, nếu mình lên trễ thì ban tổ chức cũng hạn chế người lên đây. Ồ, bây giờ trong này mấy ông thợ đang làm nè. Đây các bạn, thì ngày xưa ở đây cô chú anh chị các bạn biết đó là cái bệ đá này là bàn ngự tại đây. Đây là bệ đá sa thạch mà em có quay nơi trưng bày cho cô chú anh chị các bạn cùng xem đó. Bây giờ các ông thợ của chúng ta đang tiến hành cũng như là gon vệ sinh. Đây chính là tượng này, bệ đá sa thạch ở đỉnh núi Sam là nơi bàn ngự ngày xưa. Rồi thì bây giờ em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng tham quan đôi nét mọi người chân bông hoa nghe cô chú. Cái nhà mình chụp bôi đi em, đi với Campuchia là đi ngày qua nè em. Trai đi ngày qua nè. Thì đây chính là nơi bông hoa mà ban tổ chức của chúng ta vừa đem lên để cho cô chú chuẩn bị cho hoàn tất cho ngày hôm nay. Em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng tham quan đôi nét. Dạ thì đây các bạn, từ ở trên một cái sân thượng như thế này, cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy được tổng quan ở đồng bằng ở bên dưới. Thì xa xa chính là Thiên Cấm Sơn, còn xa xa đó nữa chính là quận Hoàng Sơn, cô chú anh chị và các bạn. Còn mấy bên đây thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy được đất nước Campuchia, mến yêu của chúng ta. Đây. Phải không? Bà làm hoành tráng hơn cái này nữa. Tối nay phải không? Ok, 8, 9 giờ là ok. Ồ, rồi. Tối nay em... Tối nay hả? Tối nay hả? Dạ. Tối nay phải không? Tối nay đi bà. Hồi nãy em thấy hai gồng phụng dưới là chưa phải hả? Có gồng phụng đó hả? Có rồi. Có. Của mình là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Tối nay ngay chính điện đúng không? Đúng rồi. Rồi tối nay em sẽ xuống ghi hình cảnh tụi anh làm, chủ yếu là lưu lại làm kỷ niệm. Ok. Ê, nãy giờ Đỗ Hoài Thương mà bịt khẩu trang mình cười hay nữa nè. Hôm nay lên đây rất là đặc biệt, gặp Đỗ Hoài Thương ở đây các bạn. Dạ.
Cháu ơi thương chuẩn bị như là sẽ chia sẻ một vài điều gì đó có thể là gửi cho mọi người chúng ta cũng như là ở nhà không đi được. Thứ nhất là cập nhật thông tin, thứ hai là xem đó, nếu mà ai muốn đi thì sẽ cập nhật thông tin là những ngày này, tháng này và sau chương trình ở đây á thì sẽ đến đây quý vị. Nói chung là hôm nay là thấy đến đây cũng rất là vui rồi, mình ghi hình cho mọi người xem á. Rồi thì bây giờ ở đây cũng rất là nhiều đồng nghiệp ở đây. Em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng với anh em tụi em thông báo chiều nay là một trong những khoảnh khắc đặc biệt, ngày mai sẽ bước vào đại lễ phục hiện lại. Đón xem trong những cái thước phim của anh em chúng tôi nha. Ngày mai càng đặc biệt hơn nữa. Thì đây là công tác chuẩn bị thì với là chia sẻ của các anh tối nay các anh sẽ đến ngay chính điện của tượng bà để làm phụng hoàng rất là đẹp. Thì tối nay em cũng sẽ canh quay cho tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem nha, công tác chuẩn bị đó. Giờ thì em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn trở về nơi chính điện để xem công tác chuẩn bị làm quần phụng ở bên dưới. Em xin mời ạ. Dạ các bạn, thì đây là một trong những nơi ban tổ chức chuẩn bị khai lễ. Chiều nay mọi người sẽ múa lăng rồi tổ chức khánh thành ăn mừng hoàng công nơi bệ đá Sa Thạch đã hoàn thành, cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ tụi em cũng đợi đến tính giây phút đó ghi hình cho tất cả cô chú anh chị quan cùng xem nha. Đây, cô chú anh chị quan nhìn thấy đây, mọi người đang dựng những lễ đài này lên mừng lễ hoàng công, công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích cấp quốc gia khu vực Bà Ngự ngày xưa trên đỉnh núi Sam, khá đặc biệt phải không ạ? Đây là một trong những giây phút trọng đại mà chiều ngày 21 em muốn gửi cho tất cả cô chú anh chị và các bạn lễ hoàng công nơi bệ đá Hòa Ngự ở trên đỉnh núi Sam, cô chú anh chị và các bạn đây. Rồi ngày mai bắt đầu mọi người sẽ tiến hành làm lễ hiện phục lại vấn đề rước tượng bà từ trên đỉnh xuống. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem. Thì đây là đôi nét em gửi cho cô chú anh chị và các bạn xem ngày 21 của chúng ta công tác chuẩn bị cho lễ hội với bà năm 2023 tại đỉnh núi Sam thế nào. Thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip đặc biệt vào ngày mai. Cô chú anh chị và các bạn thấy video của em hay hấp dẫn thì anh cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Dạ, thì bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Đâu rồi?